Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trước công viên Ông Hòa. Đây là những cái nơi mà trưng các loại hoa để mà bán trong cái dịp Tết năm Mậu Tuất 2018 nha quý vị. Và ở trong đó thì có chợ Sừng Mậu Tuất 2018 ở công viên văn hóa Ông Hòa đó. Và sau đây mời quý vị cùng Lâm xem cái không khí chuẩn bị Tết của ở Gạch Giá nha. Ở địa điểm ở đây nè. Ở anh cái này là mình ở đâu lại anh ha? À dòng Ghiền lên hả? Ủa là mình lên từ bữa nào anh? À dạ. Năm rồi mình có bán không anh? Có hả? Dạ. Em cảm ơn ạ. Còn đây là gian hàng cá kiển nè quý vị. Ê, ông chủ nè. Ông chủ nằm, ông chủ coi cá không à. Chứ không quay. Wow. Cái này 33 phải không anh? 33. À. Anh biết rồi. Bác ơi, cái này mình từ đâu tới bác? Ở đây. À ở đây hả? À, dạ. Đây là gian hàng cây quýt nào quý vị. Đây là chợ Sưng nè quý vị, để Lâm tham quan coi có gì đặc biệt không.
đây chủ yếu là các mặt hàng về quần áo. Quay gì cười vậy anh? Dạ, quay với các gian hàng. Dạ. Ôi trời. Quay mặt em lên cho chú thấy nó. Quay nè, quay nè. Em đang chờ số á. Ủa chị mình ở đây luôn hả chị hay là ở đâu lại bán chị ha? Ở đây anh. À dạ, nghe em coi. Nó quay được cái mặt của chị lên này kìa. Dính nè. Anh. Quay. Lâm đồng giá 3 bộ 100 trời làm giật mình rồi. Dạ. À, để xem không quý chuẩn bị ở phía trong này như thế nào nữa quý vị. Ồ, ở đây có rất là nhiều cái quà. À, chủ yếu là bông nhãn thọ. Ồ. Cho em quay cái chị ơi. Dạ. Ủa cái này mà mình ở đây trồng luôn hả anh? Dạ. À dạ. Ở đây làm luôn. À dạ. Quay có đăng mạng không? Dạ có. Đăng mạng nhớ có chia 100 tôi nha. Dạ. Cái này là bông ở ngay công viên văn hóa An Hòa nè quý vị. À, một cái dẹt. Ủa cái này là mình trồng cách đây là được mấy tháng rồi anh ha? Tới giờ như tháng mấy em? À. Gieo rồi tháng mấy ta? Tại tôi cũng đi biển mới về, về phụ nè. À về phụ hả? Về nghỉ phụ. Dạ. Tháng 10 cái gì đó. Ủa rồi mình bán là mình đem ra chợ nào bán anh hả? Bán ngay ngoài này luôn nè. À đi ra ngoài luôn hả? Ngoài này mình bán ở ngoài luôn. Ủa anh gửi ở đây là mình mướn là... Ủa cái này mình mướn hết nhiêu chị? Cái này là của ổng, ông trời vợ ổng nói chuyện với ông giám đốc, mình có một gõ nữa. À dạ dạ. Chị cho em đi dọc cái nha. Ờ đi đi. Quý vị mà nếu có ủng hộ anh thì có thể ghé công viên văn hóa An Hòa để mà mua những cái chậu này. Ừ, giá dao động khoảng nhiêu anh? Có kìa, có bông chỉ rẻ luôn. Cặp chậu thọ cao đó thì như bán lẻ thì nhiêu? Em nói đi cho anh không rành. Ờ nói đi anh, đâu chị? Dạ. Nói đi, dạ. Dạ. Tại vì có gì người ta lại người ta biết, người ta khỏi ấy luôn, khỏi trả. Dạ. Như là ảnh nụ quảng cáo gì mình luôn rồi. Dạ. Tại vì em làm chủ yếu cho người ở Kiên Giang với các bạn, các anh chị, các cô, các bác ở đây coi. Dạ. Có bản số điện thoại. Dạ dạ. Có gì quay dạ. Dạ. Số điện thoại liên hệ của anh là 0915856688 đó quý vị. Quý vị nếu có cần thì có thể liên hệ cái số điện thoại này. Ủa mà tên gì anh ha? Của bông của chú tỷ á. À bông của chú tỷ. Dạ. Rồi em xin phép cho đi vòng. Dạ. Tết bông này là sẽ đại diện cho Tết này quý vị. Bông mai với bông bông mai ở miền Nam, hoa đào ở miền Bắc. Khi thấy Tết với bông nhãn thọ ở miền Nam của mình nó là sẽ biết là Tết đã đến rồi.
đây là những cái dàn cao này quý vị. Ồ, một cánh luôn. À, có muốn tham quan thì quý vị có thể ghé công viên An Hòa, nằm ở phía đi thẳng vào thì nó nằm ở phía bên tay phải đó quý vị. Và cũng có thể mua để ủng hộ cho các anh chị ở đây luôn. Ở đây thì có trang trí những cái cây với những cái loại thảo sắc màu đỏ, màu vàng này quý vị. Đây là những cái cây được trang trí trong cái dịp Tết này quý vị. Màu vàng, màu đỏ. Và phía xa xa đó là những cái tiệm ăn để sau phục vụ cho các bà con cô bác mà đi tham quan ở trong đây. Ở trong thì chưa có trang trí được nhiều. Còn đây là phía trước của ở bên tay trái của công viên An Hòa đó quý vị. Ủa anh ơi, cái này là mình từ đâu lại bán anh? À, Đồng Tháp hả? Dạ. Ủa mình chưng lâu chưa? Mấy bữa rồi anh? À dạ. Ủa năm rồi có bán ở đây không anh? Không, mới năm nay thôi. Dạ, em cảm ơn.